Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu chuyện miền Tổ quốc. Qua đây xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ngộ sản phẩm bên em trong suốt thời vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube ngày phát triển. Em cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như lời động viên của các bác ở kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Hôm nay ngày 29 tháng 11, em tiến hành giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đĩa của hãng Soli với model là DVP-LS515. Ở đây là một chiếc đầu đã được bác khách ở thủ đô Hà Nội đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 1,5 triệu đồng. Đấy, giá đã được bao phí ship toàn quốc ạ. Và hôm nay em đã vệ sinh xong và làm video test trước khi gửi đi cho bác chủ được biết, cũng như là anh em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được chiêm ngưỡng và thưởng thức. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 2002. Đấy. Nó sở hữu size ngang là 43 cm, chiều cao của nó là 6,2 cm và chiều sâu của nó là 29 cm. Ở nó nặng 3,5 kg. Chức năng của cái đầu CD này vừa đọc đĩa DVD, đấy, vừa đọc đĩa CD, vừa đọc đĩa video CD, và nó còn đọc cả đĩa MP3 nữa. Nhưng mà hôm nay thì em không có đĩa MP3 để em test thử. Nhưng mà em có đĩa CD, đĩa DVD để cho các bác được chiêm ngưỡng. Một sản phẩm này được sơn màu vàng cát, này rất là đẹp và sang trọng, trông rất là hiện đại. Về phần ngoại hình thì em quay cho các bác được chiêm ngưỡng ạ. Mặt cái này đúng là đẹp. Về phần lắp lưng trên đây, trên đây thì có vít sành xước ạ, đây vít xước ạ. Đây ạ, ở model của nó DVP-LS515, điện của nó là 100V, công suất của nó là 11W. Ở sơ đi máy của nó là 1014130, được sản xuất tại Malaysia, made in Malaysia đấy. Đấy, dòng đời mới mà. Đấy, con này có đường cổng quang ra này, đường côn xoăn ra này, rồi là đường analog ra hai đường, video ra hai đường để các bác được kết nối. Còn đây thêm cái cổng video nữa đây ạ. Đấy. Về phần nội thất đây em cũng mở. Đây là phần nội thất của em nó còn rất là mới. Đấy, nó sử dụng toàn tủ cao cấp của Lichicom thôi. Đấy, nó sản xuất ngày 23 tháng 3, mát vào tháng 3 năm 2002 đấy ạ. Còn rất là mới luôn. Con này nó sử dụng cái đồng quát của gì của Philips này. Philippines. Máy móc thì xin nguyên bản, bạn đọc theo máy luôn. Rồi, và sau đây thì em cũng xem test cái chức năng đọc đĩa, chức năng hoạt động của chiếc đầu này. Em đã kết nối với TV trên ạ, ông nhìn ạ, toàn chữ nhật ạ, DVD, VCD, CD đấy ạ. Một chút thì em sẽ mở cái đĩa hình để cho các bác xem. Thì em xin test cái đĩa CD à, đĩa DVD trước nhé. Đĩa DVD trước này,
Đã nhận. Lầu cao sẽ các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Chuyển bài đấy ạ. Còn tiếng xưa
Rồi, đây là cái chức năng mà đọc đĩa DVD của chiếc đầu này, hoạt động rất là hoàn hảo. Đấy, chất âm nó rất là hay. Và sau đây thì em cũng xin test một cái đĩa CD Polyphono để cho chép đấy, để cho chiếc đầu này đọc. Đã nhận đĩa. Làm sao tôi biết yêu đương là chúng. Làm sao tôi biết trong tim còn mãi tên em, để trong nỗi nhớ đêm nay niềm đau vội đến trong tim vẫn còn yêu. Nụ cười theo gió bay đi về chốn xa xôi, chỉ còn đêm trắng vây quanh niềm nhớ trong di vãng mênh mông. Vòng tay âu yếm đêm nào đã vội quên, vì tình yêu đó em đã cho tôi thời gian tuyệt vời. Cuộc tình dông tố nước mắt em rơi từ khi tuyệt vọng. Ôi vết thương nào để em còn đớn đau thêm, thì xin hãy trao cho tôi. Làm sao tôi biết yêu thương là sẽ chia, làm sao tôi biết xa nhau là như em. Vòng tay âu yếm em trao, giờ đây là ước mong thôi. Gió thôi bay.
đời mãi đêm và ngày mãi buồn. Em hãy ngủ đi. Em xin phép được dừng video ở đây. Thì trước đầu này đọc đĩa DVD, đọc đĩa CD nào, còn cái đĩa video CD và đĩa MP3 thì không có. Đấy. Em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 23 269. Hoặc là mà có nhu cầu mua đọc đĩa CD, âm ly cũng như là loa thì anh hãy tiếp em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau.